Đây là bữa ăn sáng heo thì nhanh gọn, ngon và đủ chất của gia đình mình. Món này ăn tại nhà hay là mang theo đi làm, đi học đều tiện nhá. Năm nay bạn bé nhà mình bắt đầu học lớp 1, không biết các nhà khác thế nào chứ nhà mình mỗi buổi sáng bận rộn thực sự mọi người ạ kiểu phải chạy đua với thời gian ấy. Mình phải dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, rồi gọi con dậy, còn làm vệ sinh cá nhân, rồi ăn sáng cho kịp giờ đến lớp. Thỉnh thoảng lắm mình mới mua đồ ăn sáng bên ngoài, mà hầu như sẽ tự làm tại nhà. Đồ ăn sáng thì mình sẽ chế biến theo tiêu chí nhanh gọn, heo thì và đảm bảo dinh dưỡng. Có những món mình sẽ chế biến vào buổi sáng và có những món mình lại chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước để sáng dậy chỉ việc ăn luôn. Ví dụ như bữa sáng nay, chuẩn bị thì rất là đơn giản. Trước khi đi ngủ, mình sẽ làm sẵn mỗi người một hũ. Mình dằm nhuyễn chuối, cho yến mạch, hạt chia, trộn đều với sữa hạt, sau đó chia đều cho các hũ, rồi tùy khẩu vị từng người mà mình sẽ dùng trái cây cho hợp lý. Sau khi xếp lớp trái cây, mình cho sữa chua dừa, mọi người thích sữa chua gì thì tùy nhé, nhưng nên chọn loại không đường hoặc là ít đường. Tiếp theo, mình sẽ thêm hạt granola. Đối với mình thì granola là thực phẩm lành mạnh, nhưng mà không phải để ăn thay thế mọi người nhé, mà chúng mình cần biết là nó chứa dinh dưỡng gì để biết cách ăn cho đúng, biết cách kết hợp thêm thành bữa ăn đủ dưỡng chất. Khi ăn dùng riêng thì nó vẫn ngon mà mình thích mix thêm các thứ vào. Xong lớp granola thì chúng mình tiếp tục với lớp trái cây, rồi lại là lớp sữa chua, cuối cùng phủ tiếp granola và mình rắc thêm chút dừa khô lên nữa. Sau đó đem cất trong tủ lạnh, sáng dậy bỏ ra ăn thôi. Ăn xong thì cho các bạn nhỏ đến trường là vừa. Số lượng từ nguyên liệu trong video thì mọi người cân đối tăng hay là giảm tùy nhu cầu nhé. Đối với mình một hũ này là tha hồ năng lượng cho cả buổi sáng rồi, mà rất là nhẹ bụng luôn. Mọi người thử nhé.